giờ mình là Bảo Ngọc đây. Và hôm nay mẹ mình đã làm món tôm sóc bơ tỏi và tôm hấp nha các bạn. Mình xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình đi chợ mình thấy tôm sú ngon quá nè các bạn. Đó thì bây giờ mình mua về mình làm một nửa mình sẽ hấp nước dừa. Còn một nửa mình sẽ xào bơ tỏi. Đó rất là ngon. Sống tươi rồi rối. Thì bây giờ cái tôm sú này một nửa mình sẽ tẩm bột khô với lại tẩm bột khô rồi mình để sẽ đem đi chiên nha các bạn. Đây một nửa mình sẽ làm bơ tỏi, một nửa mình sẽ hấp. Ăn gì cho nó đỡ ngán các bạn. Đó. Nửa này mình sẽ bây giờ mình rắc bột khô thôi các bạn ha. Khô rồi mình sẽ trộn đều lên rồi mình đem chiên. Trộn đều cho cái áo bột nó thấm vô mấy con tôm nha các bạn. Thấm đều như vậy nè. Rồi mình sẽ đem chiên. Dầu cũng đã nóng rồi các bạn ơi, mình bỏ tôm vô mình chiên ha các bạn. Đó, nãy mình bỏ bột vô trộn đều rồi. Mình bỏ tôm mình chiên. Tôm sú ngon lắm các bạn, mình mua về mình phải hở ướp đá cho nó chết đi. Chứ để mà nó đang sống hả các bạn, đắp bột bỏ vô đây là nó giăng. Giăng tổng á. Tôm sú màu đỏ ngon ghê. Thì mình chiên nãy giờ nó cũng chín rồi, bây giờ mình sẽ cho ra dĩa. Tôm này mình chiên nó hả vừa chín tới thì chứ hả đừng có chiên khô quá nha các bạn. Khô quá nó sẽ không ngon với con tôm. Tôm mình cũng còn có thể ăn sống được rồi. Để mình chiên vừa chín tới nha. Bác tự nhiên mình còn phải chiên xào nữa. Tôm xong rồi mình sẽ cho bơ vô chảo nha các bạn.
nhà mình thích ăn bơ nhiều mình sẽ cho bơ nhiều. Xào tỏi cho nó vàng lên các bạn ơi, nó vàng nó sẽ giòn nó thơm ngon. Cho tí ớt vô. Có con nhỏ thì mình cho ít ớt nè. Xào này chút mình ăn với bánh mì á các bạn. Tỏi cũng đã vàng, mình cho một ít tương ớt luôn nha các bạn. Mình sẽ làm cho nó sệt sệt lại. Sau đó mình sẽ nêm nếm. Muối nè, mình sẽ cho đường vô, rồi khuấy đều lên. Đường sốt ngon quá. Lắm mọi người ơi. Mình cho miếng hành tây vô. Cho hành tây vô thơm ngon. Tự luôn đó cả nhà. Đây. Xong món tôm xào bơ tỏi của mình này nha các bạn. Thì bây giờ đến cái món tôm hấp nước dừa này thì cũng rất là đơn giản, thì ai cũng biết rồi các bạn ha. Ở bên đây là gồm có hành tây nè các bạn. Đó, rồi rau răm nữa. Còn bên đây là chỉ là hấp thôi cho nên không có gì hết. Nước dừa.
rất là đơn giản, món này thì ai cũng biết hết rồi. Thì thôi bây giờ mình mời các bạn dùng bữa với gia đình mình ha. Ok mà các bạn nha. Mời các bạn nha, các bạn ơi. Rất là nóng luôn nha các bạn. Rất là nóng nha. Các bạn hãy cẩn thận nha. Ngon quá. Mình ăn trước một con thử trước cái này đi ha. Ngon quá. Rớt cái gì? Rớt cái này. Cái gì đâu các bạn? Ngon tình quá ngon. Đây là cái đầu tôm. Tôm mùa hả? Tôm nãy mùa hả? Nãy tôi xối. Mới mua hả? Mua rồi sao? Ngon. Chắc thật. Ngon khá là ngon. Nãy giờ mình chỉ lột thôi, mình chưa ăn gì luôn các bạn. Con sót ngon. Quá ngon. Nếu ai thích món này thì làm nè. Nếu ai thích món này thì làm nè các bạn. Ngon, có đậu gầm không hả? Dưới nè. Đưa quần giấy luôn kia. Cầm hết vừa thôi. Mình khoái ăn tâm này thôi các bạn, tâm này ngon. Ngon rồi, ăn tâm sốt thì ngon. Sốt thì 11 mình không nản là mình xà, mình làm chấm với hải sản. Thôi quá. Mai sinh nhật anh đi qua làm. Ngon quá. Nước chấm cũng ngon. Mình thì mình không biết ăn nước mắm á các bạn, cho nên mình không có chấm nước mắm. Nhiều cả nước mắm rồi. Mẹ Quy làm gì ở đường ngon. Cái này mà bỏ sữa vô thì lại nó giống như cái gì á. Muối tiêu xanh. Cuối tuần đó các bạn làm món này nè. Phước cùng gia đình ngon. Bữa cơm gia đình thật hạnh phúc. Ngon. Khỏi ăn cơm cũng được. Nếu bạn nào thích ăn cơm thì ăn nha các bạn. Ăn cơm suốt rồi giờ mình ăn món này thăm cũng được. Ngon. Nó là thích ăn cơm. Nó lột cho em đi. Thôi nó lột cho tôi nãy giờ nó không ăn. Nếu mà tự gặp. Thôi mà quá ăn luôn. Nó không uống đâu vậy. Mình sẽ bỏ cái gì cho mình. Dạ, các bạn. Thì ngon. Thì cái clip này cũng đã dài lắm rồi nha các bạn. Giờ mình xin kết thúc bữa cơm chiều của mình nha các bạn. Bye. Bye.